chào ông bà. Giơ tay lên. Hello. Con chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay con đi đâu nè? Con đi đâu? À, bữa nay con đi coi đèn. Con đi coi đèn Giáng sinh đó. Không đi coi đèn, không đi coi đèn thì thôi, vậy chứ con đi đâu? À, ha. Lấy tay kìa. Rồi, chạy chơi đi. Nay cả nhà nay em chở chuột đi coi đèn nha cả nhà, coi trong nhà thờ nè cả nhà. Trang trí những cái đèn. Rồi nó chạy tới đằng kia cả nhà, đem quay lại. Đây nè, nó thấy chưa? Em mới có nói mấy tiếng rồi là nó chạy tới đằng kia đó cả nhà. Đó. Coi chạy giỡn rồi kìa. Con từ từ chào mẹ. Từ từ chào mẹ. Trời ơi nó chạy nhanh lắm cả nhà ơi, coi kìa. Trời ơi lên nó chơi ông bóng luôn, coi kìa. À, chở cho nó đi coi đèn á cả nhà, chở đi vô nhà thờ coi nè, chơi đèn trong nhà thờ nè cả nhà. Đây cả nhà ơi, nó nhà thờ trang trí không, mỗi nhà cha mỗi cái nhà thờ trang trí mỗi kiểu nha cả nhà. Ừ em quay lại em kiếm chuột mới được. Chuột ơi, chào mẹ chuột ơi. Thấy chưa cả nhà, quay qua quay lại là nó chạy mất tiêu rồi đó. Đây từ từ. Cô mấy cô đương chụp hình kìa, mấy cô đương chụp hình, con đi lên. Chạy vậy đó, nó đi chơi là chồng em không đi gửi xe rồi cả nhà. Từ từ. Bé. Ôi thiệt nó không có xe cả nhà, nó chạy em ghê quá. Chạy không vậy đó. Rồi đó, nó chạy. Mệt cả nhà ơi. Từ từ. Trời ơi cả nhà, coi nó chạy em đi em rượt nó không chứ em có cho coi được gì, nó có quay được gì với nó đâu. Chồng em không biết gửi xe ở đâu rồi. Rồi đó. Thôi cả nhà ơi, em mất máy cả nhà ơi. Chút xíu cha nó vô giữ em không quay. Em nắm tay nó lại được rồi nè cả nhà. Rồi lại đó đây mẹ chụp cho quay hình. Đứng đó quay qua, quay mặt qua, chụp dưới đây mẹ chụp cho với ông già nè. Quà đâu? Đó, nó chưa đụng. Đó, đụng cái ông già ông lúc lắc. Nó. Thấy không? Thấy ông già ông nhảy nhạc không? Chuột nhảy coi. Chuột nhảy coi. Ờ chuột nhảy sao đó? Chuột nhảy theo ông già luôn. Cái gì vậy sợ? Coi cái mặt nó sợ nè cả nhà. Trời ơi nó sợ. Anh giữ nó đi, em mới chạy với nó ăn chồng. Chào em vô. Em mới chạy vòng. Đây là nó chạy vòng bên kia vòng qua. Đó, chạy vòng vòng vậy đó. Anh giữ nó nha, em quay cho chút nha. Đâu rồi, hai cha con nó đâu rồi? Em giao nó cho ổng cả nhà. Em giao nó cho ổng em đi em quay chút cho cả nhà xem. Ở đây là em đi nha, là cho dắt nó đi chơi ở nhà thờ Tâm Hải. Cũng chạy vòng 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 theo cặp lề đường đó cả nhà. Cũng có đèn, có hang đá rồi á. Rồi gần tới Noel này, mấy bữa nó tới Noel này cả nhà. Giờ này thì còn vắng lắm. Đây cái dàn đèn này mê quá cả nhà. Đó. Gào lại hết rồi. Không có cho vô. Đó, làm cái dàn đèn nhưng mà gào lại không có vô để ngắm nè cả nhà. Thì đi chắc đi trong nhà thờ đi ra được. Ở đây không có vô, có bé trong đó rồi. Ở đây thì ông già Noel. Đó. Đâu rồi? Đâu rồi? Hai cha con đi tới đâu rồi? Chuột lại rồi đó cả nhà. Đi vòng cha nó dí vòng rồi đó cả nhà. Đó. Đó. Cha nó dí vòng. Chuột ơi, đừng có treo nè chuột. Chuột à. Đụng rồi. Em nào khều vô thì là ổng đờn ổng nhảy. Đó, chạy tiếp. Ra. Chạy tiếp. Đi chuột ơi, bận đồ Noel không? Ra mẹ mua cho bộ đồ Noel nè chuột. Đi. Đi ra ra lựa lựa đồ Noel. Quýt nữa.
cây thông này thì làm giống bên cây cây thông đèn ở bên nhà thờ Di Khang nha cả nhà, bên giáo xứ Di Khang. Đường còn vắng nha cả nhà, tại vì chưa tới lễ, còn mấy ngày nữa mới tới lễ nha cả nhà. Đây. Ông chuột nó giờ ông chạy đường này mấy vòng rồi đó cả nhà, chạy theo ông mệt luôn. Em dí theo ông vòng đầu tiên, giờ cha nó dí vòng nữa. Ở bên đây cũng làm vàng đèn nữa cả nhà. Ở đây cũng làm vàng đèn giống như ở bên kia. Hai bên hông nhà thờ làm hai vàng đèn. Hai bên hông nhà thờ thì làm hai cái vàng đèn. Thôi em ra em kêu ổng coi còn đi đâu nữa không, đi vòng vòng chơi một chút nữa cả nhà ơi. Cái này các anh chị cũng chở mấy em bé chở đồ đi cho coi. Cho Nam ơi, mẹ đây nè, có đi. Chồng em chạy mệt, không phải mất mua thêm chai nước, ly nước. Nước gì vậy? Trà Bắc hả? Sao rồi chị, chuột khỏe không? Có mặt rồi. Vô đít hai bụp. Mẹ làm hai bụp tay nữa. Nó đi vô đây nó đòi mua đồ chơi, nó chạy không ở nhà Vũ nó không lại. Đi ra mua đồ chơi nè. Đi mua đồ gì? Trời, tới đồ đi mua đồ chơi rồi đó cả nhà. Thôi cái cây đó nhà có, bữa hổm bỏ rồi. Chị mua mua sao đi. Không có là chị mua đi. Thôi. Thôi anh ơi ba. Sao mày bột mà. Đó. Vô không? Sao mày bột giờ lấy cái này đúng không? Chính xác chưa? Chịu không? Chịu chưa? Đấy anh hơi dịnh. Trời ơi, chuột được cha mua cho cái đèn nè. Nè. Nè con khoe trong nhà con bà cô chú coi đi. Khoe trong bà cô chú này, trời ơi, cái đó làm gì? Cái đó làm gì? Cái này để làm gì? Cái này 25 ngàn được rồi. Đúng không? Chạy đi đâu không? Thôi. Rồi cha con tính đi mua gì nữa? Có gì nữa đâu. Ủa xe anh đậu đâu ạ? À? Anh ơi em thấy mua cho nó cái bong bóng, bây giờ nó chơi được lâu á, nó chơi bình hình hình nó chơi được lâu á. Ôi trời đất như vậy thôi. Bất thường nó 25 35. Thôi con đi ra nhà thờ chơi xong rồi con mua được cái đèn này. Con biết ba ông bà đi chơi tay đâu. Con cảm ơn. Thôi lớn lên. Các ông bà. Mê chơi rồi cả nhà. Chuột mê chơi rồi, chuột không thèm bé bay, không thèm cảm ơn các ông bà luôn. Thôi cả nhà ơi, clip em mấy mẹ con cũng dài rồi cả nhà. Xin kết thúc clip nha cả nhà. Cả nhà xem nhớ thương tình bấm cho chuột một like, một đăng ký, chia sẻ cả nhà. Em thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Em bé bay coi. Ôi, phù thủy hả? Là phù thủy hả?